Nè, chui vô cái lùm sậy nè, quá xa sậy rồi, chui vô lùm sậy nè, móc cái lỗ câu cá ao quang đó, sậy nè, hết biết không, đây cái ao quang đây, trục bình không à, kín mức cái chân rồi đó, lỗ mình mới dọn trống trống đó, đó nguyên khu này đó, đó hết biết không đó. Thôi để mình móc lỗ xong, nãy giờ nước lắng lắng rồi, để mình trông mồi coi. Mồi mình câu cũng không có gì mới hết, cũng vẫn là thức ăn mà cũ thôi, cám viên 5 ly chứ không có gì khác hết. Nó trộn miếng này, múc miếng nước đây nè, mình để trong thùng đây nè. Trộn 66 lên. Nay đi có mình ha. Mấy ông cần thủ kia đi, người đi đáp, người đi tiệc rồi, người ở nhà mất công chuyện hết rồi. Mình nên mình rảnh mình đi ra đây mình chiến, để mình thả trong đó một miếng thính nè. À, vụ đi, con này mình bóp mình dẻo dẻo lại, bắt đầu mình đánh. Thả thêm cây này nữa coi. Chỉ ngồi và chờ đợi cá ăn mà thôi. Cái gỉ nhiều nhiều không hả? Đó. Trời ơi, buông rồi. Miết. Kỳ vậy ta? Miết nè. Miết nè. Cá cha. Cha này cũng được, cũng ngon rồi. Đây một em đó, em này cũng 400 gram, ngon lành không, cũng có nhớt rồi. Tiếp tục nó, nó có tìm lại đó, tìm gì đây, nó nó còn gì nữa không, giật cha nữa hả, rồi vô ổ cái gì đây, con này sao con bé đây, hai con cha con mẹ, chắc này con bé đi tìm. Cũng được, cũng được. Nhóm này lên coi. Nhịp nhịp ha, nhóm lên anh nhịp nhịp kìa. Biết xuống rồi, giật giật không hả? Nó, nó. Giật 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 nè. Con này to rồi nghe. Con này to à, con này to, con này to à,
Rồi, ngon rồi, ngon rồi. Vô trong đây là ngon rồi. Vô trong đây là khỏe rồi. Hút gọn vô trong đây rồi. Quá xả rồi. Một cái nhóng anh lên đây dính rồi. Dính kỳ. Quá đã. Quá xá con cá, cầm không giáp luôn nữa nè. Dữ lắm cá luôn nè. Cá này tầm 2 kg á. Cá 2 kg có trên nữa. Dữ lắm luôn, quá xá đã. Vô mánh này, ủa. Giờ lên đây cái nó rớt sức lử luôn rồi. Khỏi gỡ xuống. Quá, quá phê, quá phê. Quá phê. Ôi giời ơi. Mạnh dữ mạnh, cầm không giáp cái tay nữa. Vô đây quậy banh thùng quá. Ngon ngon ngon. Nó chê đi, chê cận đây không dính gì, dính dính cá to không. Cận đây dính nhiều, dính cá nhỏ. Lôi đâu hả? Lôi kìa. Lôi nữa nè. Cái gì nhỏ mà nó lôi dữ vậy. Cái chim, cái chim. Lên. Cá chim. Nè. Khá lợi. Thả xuống lên tim ha. Tới bên đây. Tới bên đây nhịp. Đây nhịp xong tới bên kia. Tực 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 không hả? Rút xuống cái rồi. Nó, nó. Nó nữa nè. Nó nữa nè. Bèo này lên đi. Ôi ơi, cá nhỏ. Không bằng mấy con trước. Cũng ngon. Có dính thì vui rồi. Hỏi đó thả lại nhịp 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 cái nữa coi tới bên đây. Mà anh em nào nó nhịp đi.
lúc nữa rồi đây nè. Cừng này mới vuột. Ôi 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 ôi. Rồi ra ngoài coi, vô trong đó hoài vậy. Nằm đó rồi. Vô. Chỉ có vô đây thôi là mẹ chắc ăn, chứ không có đâu chắc ăn hết á. Đây vô đây là chắc ăn rồi. Này quá khủng luôn. Đây, đây tiếp tục một siêu phẩm nữa đây. Con này cũng không thua con rồi nha. Ghê không? Cũng cỡ tầm 2 kg à. Xử lý ngạnh luôn coi. Thôi rồi ngạnh nó cứng. Coi nó làm rách cái thùng. Hoa đã hàng quyết không đây. Đó đi em. Thả lại đi. Đi giật giật lúc cái coi. Nhịp kìa, thấy mê không, hấp dẫn không, thục 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 phụ phao kìa. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Chạy vô đây là rồi xong. Không có đường thoát.
ghĩa mà giật 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 hoài hả mày. Này siêu phẩm nữa nè. Đây một siêu phẩm đây. Ôi, mạnh mạnh ghê nơi được chứ, quá xa nè. Hết hồn không, con này cũng cỡ cỡ không à, mà nó đây nè, nó nuốt cái lử rồi nè, gỡ mani lấy bỏ trong lử luôn. Quá quá xa hơn cả. Ồ, thằng khủng không ha, ngon lành ngon lành. Tiếp tục phịt 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 tim ha. Lôi nữa nè, Goofy ơi, hết biết lâu mới gặp được em Goofy. Còn dính cái lưỡi nữa, câu quay đâu mà dính cái lưỡi đứt cái mắc kẹt bỏ đây nè. Câu lưỡi chút xíu bởi vậy đứt cái lưỡi. Cá này ăn ăn dính cái lưỡi nhỏ, mình câu lưỡi bự nó hết đường đứt. Tiếp tục nhịp hoài nè, nhịp hoài nè. Thôi ơi, hết hồn cá dảnh ngon. Oh wow, dịp nãy giờ đây nè. À cái dảnh này ngon không, hết biết. Thôi thu cận ơi, đây thành quả đây. Hồi mình đi câu tới giờ bữa nay là chúng nhất ba con cá này, nhưng mớ cá cỡ tầm 6 kg mấy, 6,5 kg. Đó, cá khủng khủng không không, con nào con nấy ghê không, quá đã ngon lành. Thôi mình kết thúc video đây luôn.